Rồi em xin mến chào tất cả bác nhé. Chào mừng bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho tất cả bác với một lô loa bãi Bát 20 với thương hiệu của GD Polario, một thương hiệu mà bên công ty nhà em đang phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam các bác nhé. Đấy, và trước mắt các bác đây thì em đang có 6 đôi loa GD Bát 20 sử dụng một bát và một tép kèn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, một mẫu loa full hàng bãi nhá. Mã là PA8 này. Được chưa? Hàng này là hàng xịn, hàng chính hãng luôn. Đã có mặt tại cửa hàng và hôm qua thì em về được 10 đôi. Hôm qua em có 10 đôi thì ngày hôm nay đã đi được khoảng tầm 5 đôi rồi. Hơn chục đôi thôi. Hôm qua thì em về được hơn chục đôi. Đấy, thế nhưng mà ngày hôm nay thì em còn có khoảng tầm 5 đôi thôi. 5 6 đôi gì đó. Đó, lên video để giới thiệu đến cho các bác cũng như là chính thức để bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em để đặt hàng cái dòng sản phẩm này. Em xin phép được giới thiệu qua một chút cho các bác về cái đôi loa này các bác nhé. Thì mặt đằng trước chúng ta có thể nhìn thấy thiết kế rất là đẹp. Đây là thiết kế mẫu đẹp nhất của GD. Đó, đây là mẫu đẹp nhất của GD luôn. Với thiết kế mặt lưới này, logo và các cái rãnh cũng như là những con ốc của nó, ốc tán thì rất là đẹp. Đấy, nói chung là hàng xịn thì các bác chỉ cần nhìn qua là các bác biết cho em nhé. Nó là dòng công nghệ và thương hiệu đến từ Tây Ban Nga. Đây là sản phẩm, đây là cái mã limited nhé. Đây là cái mã này là mã độc quyền luôn. Mã này là mã giới hạn nhé. Họ chỉ sản xuất đâu đó khoảng tầm 1-2 nghìn đôi ra thị trường. Mà cái này thì không phải là thị trường Việt Nam sử dụng đâu các bác, mà rất nhiều nước đang thích. Và cũng như là nói thật các bác là phải nói là rất là hiếm khi mà gặp được cái sản phẩm này. Bởi vì một năm ấy, thị trường Việt Nam chỉ tiêu thụ được khoảng tầm 4-50 đôi thôi. Tức là 4-50 đôi một năm hàng bãi mới về được Việt Nam nhé. Chứ còn hàng mới thì hiện tại ở Việt Nam bên em đang là phân phối dòng sản phẩm GD này. Nhưng cái mã này thì bên em cũng chưa được phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đó, cho nên là nó chỉ có hàng bãi thôi. Thì cái sản phẩm này em dành cho bác nào muốn mua về để thêm vào để trợ lời các bác nhé. Đây, em cho các bác xem. Thứ nhất là về chiếc bát này. Đây là chúng ta sử dụng một chiếc bát với 20cm. Bát 20cm. Rất đẹp. Em giới thiệu bác đằng trước này. Đây các bác nhìn cái màng này. Rồi các cái gân mút này. Được chưa? Tất cả hàng là em bao cho các bác là zin hết nhá. Zin hết liên luôn nhá. Hàng GD xịn này các bác nhìn cho em này. Được chưa? Đấy. Bốn chân đồng luôn, tiếp giáp này. Đấy, hàng xịn các bác nhá. Em cam kết các bác đây là hàng bãi xịn luôn. Đấy, đây. Tép này. Tép kèn nhá. Còn tép này cực to khủng luôn. Riêng cái dòng này thì các bác chỉ cần nhìn qua cho em biết. Và đặc biệt này, cho các bác xem này. Cái phân tần này. Các bác để ý cho em, một đôi loa full bát 20 mà cái phân tần nó như thế này thì các bác phải biết là nó quá khủng rồi. Dòng sản phẩm này các bác nhá, mua nếu như các bác mua mới, em dám khẳng định các bác mới, bên nhà hãng cung cấp ra ngoài thị trường cho bác đôi này không dưới 10 triệu. Không dưới 10 triệu đô la này đâu. Nó phải rơi đâu đó khoảng tầm 14 triệu. 14 triệu đô la này. Đó, đây này. Cái đôi này nhá, các bác nhá. Rơi đâu đấy khoảng tầm 14 triệu. Nhưng khi mà hàng bãi thì tức là hàng nó đã được qua sử dụng một thời gian rồi thì cái giá thành nó sẽ được giảm đi. Và hiện tại đôi loa này, hiện tại bên cửa hàng nhà em đang trân trọng gửi đến các bác nhá, với mức giá là 6.200.000 đồng tại cửa hàng luôn. Đó, em không có gì phải giấu giếm, không có gì phải bảo các bác là inbox hay là gọi điện hay là nhắn tin riêng gì cả. Em xin phép được báo giá luôn cho bác là 6.200.000 đồng một đôi. Được chưa? Và giá này thì em sẽ là bán giá tại cửa hàng nhà em nhá, tức là giá chưa bao gồm phí vận chuyển, 6.200.000 đồng. Các bác cứ thể là tham khảo trên thị trường. Và nếu như bác nào thực sự có nhu cầu, chúng ta đang sử dụng những cái dòng loa full bass 30 hay là những dòng loa full bass 25, nếu như các bác muốn ghép thêm để chơi thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Đó. Và đôi loa này em nói luôn là đôi loa này nếu như bác nào mà muốn chơi trong phòng ngủ, các bác có thể chơi được luôn. Đấy, anh em có thể là lắp trên ô tô này để các bác có thể làm những xe du lịch ấy. Đó, thì rất là tiện. Nhìn nó đen này thôi nhưng nó rất chất và âm lượng của nó ra ngoài, phát ra ngoài thì cực kỳ là to. Đấy. Một phòng nhỏ, một phòng ngủ nhỏ bình thường các bác nhé, các bác chỉ chơi một đôi này cho em. Đó, kết hợp với cả một quả súp điện gọi là nhỏ nhỏ thôi, chúng ta để gọn vào thì là các bác đã chơi được rồi, có thể hát trực tiếp được luôn. Đấy, riêng cái dòng này siêu lời luôn các bác nhé, siêu trợ lời luôn. Ở đây thì em đang cắm trực tiếp vào một đôi súp bát 40. Và em sẽ lên video test sau cho các bác cái đôi loa này. Đó, chủ yếu là ngày hôm nay thì thực sự các bác là công việc cũng khá là nhiều đấy, các bác để ý cho em. Hiện tại tại cửa hàng thì đang rất là nhiều các mẫu mã và cũng rất là nhiều các cái sản phẩm mang thương hiệu GD. Đó, và bên em sẽ liên tục lên video, lên sản phẩm để giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Đặc biệt hơn nữa là bên nhà em sẽ đang rất là mong muốn rằng
nhận được sự hợp tác của toàn thể quý anh chị đại lý trên toàn quốc. Bởi vì bên công ty nhà em là công ty phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam sản phẩm mang thương hiệu GD đến từ Tây Ban Nha các bác nhé. Đấy, thì mọi chi tiết bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982838695. Đó là số điện thoại cá nhân của em nhé. Hoặc là các bác đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại của kế toán để lên đơn 0829666633. Rồi, xin chào các bác trong video và những sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi người nhớ là ủng hộ cho cửa hàng em nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em nhé. Thời gian sắp tới thì em sẽ liên tục lên cho các bác những sản phẩm và những video giới thiệu sản phẩm của GD cũng như là những sản phẩm khác, hàng âm thanh chính hãng mang giá trị thực đến tất cả các bác nhé. Xin chào các bác.